không nhặt đấy, anh làm việc tôi à? Đấy, tự dọn dẹp lại đi. Bẩn hết quần áo của tôi rồi. Anh là người hay là ma đấy mà ám tôi suốt thế? Cẩn thận là bẩn xe tôi đấy. Anh bị ảo tưởng lắm. Ủa là không thì lại làm cái máy để thuê đấy. Này cô ơi, cô làm ơn cô lấy cái chai này. Hello, tưởng ai, hóa ra là người yêu cũ của mình à. Cũng may là ngày xưa ấy, tôi chia tay anh, chứ không có bây giờ ấy, vớ vẩn có khi làm vợ thằng quét rác rồi cũng nên. Cô. Sao, cô cái gì, tôi nói đúng quá ấy, anh không cãi lại đúng không? Trông kìa, cái bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu hôi hám. Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh bây giờ ấy chỉ hợp yêu mấy con ăn mày gầm cầu thôi Lâm ạ. Này, cô muốn nói gì thì nói. Nhưng mà trước tiên ấy, cô nhặt cái chai lên và bỏ vào đúng nơi quy định, thùng rác ở kia. Cô nhặt lên đi. Chính vì những người như cô ấy, cho nên môi trường nó mới tệ hại như thế này đấy. Anh nói gì cơ? Nhặt á? Tôi không nhặt đấy, anh làm việc tôi à? Đã là quét rác rồi còn thích lên mặt dạy đời người khác à? Này thì dạy đời này, dạy cô làm trò gì đây? Tôi đang tạo công ăn việc làm cho anh đấy. Đến bao giờ ấy, anh chịu quỳ xuống cảm ơn tôi thì thôi. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống mà quét. Quỳ xuống đi. Cô đá rác gì? Được. Ơ kìa. Ôi đấy. Anh làm cái gì đấy? Đấy. Tự dọn dẹp lại đi. Anh bị điên à? Bẩn hết quần áo của tôi rồi. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi sẽ báo cáo cái việc này của anh đến công ty của anh để đuổi việc anh. Chắc là anh chưa biết lời nói của tôi có trọng lượng như thế nào rồi. Cho anh biết nhá, tôi là vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn Việt Xác đấy. Anh cứ liệu hồn. Cô. Ủa, nóng quá. Chân cô đỡ hơn đau hơn chưa ạ? Chân tôi đỡ rồi cậu ạ. Cô này, cháu dọn dẹp chỗ kia giúp cô rồi đấy, sạch sẽ rồi. Thế là hôm nay cô được về nghỉ ngơi sớm rồi nhá. Cảm ơn cậu, cậu tốt quá. À cậu ơi. Dạ. Còn cái này tôi không dám nhận đâu cậu ạ. Ơ kìa, sao đấy cô? Đây là quà cháu tặng cô mà, cô phải nhận đi chứ ạ. Cũng nhờ cô hôm trước, cháu để quên cái chìa khóa xe ô tô, xong là cô ở lại, cô trông giúp cháu. Không thì mọi tiền bạc đầu tư của cháu mất hết. Cô đã không nhận tiền rồi thì quà là cô phải nhận chứ ạ. Vâng, cậu thì tôi xin. Nhưng mà cái này tôi không biết dùng đâu cậu ạ. Đấy nhá, ngày trước ấy, mẹ cháu cũng bị nám ở mặt như cô. Sau khi dùng sản phẩm này là hết luôn. Đây. Đây nhá. Đây. Đây, đây là viên uống tảo sâm của tập đoàn Kohino rất là nổi tiếng đấy ạ. Gồm các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ và collagen, giúp làm mờ nám, giảm thâm và tàn nhang, làm da luôn trắng sáng cô ạ. Mỗi ngày đây, mỗi ngày cô chỉ cần uống 2 viên này kết hợp với cả là bôi kem chống nắng ban ngày Rich Skin Sun Cream này sẽ giúp cô làm giảm các tác hại từ ánh nắng mặt trời này, giảm các tác hại từ tia UV này. Đó, và giúp da cô dưỡng ẩm nữa. Đấy, cấp ẩm cho da cô đấy. Đây. Rồi ban đêm, cô hãy dùng kem dưỡng da ban đêm Rich Skin Night Cream này giúp trị nám rất là tốt nữa. Cô nhớ lời cháu tặng chưa ạ? Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu ạ. Vâng. À, cô ơi. Dạ. Như này nhá. Chỗ công ty cháu ấy còn thiếu một vị trí tạp vụ nữa. Thì hay là cô qua chỗ cháu làm đi. Chỗ công ty cháu nó không nắng mưa như thế này, với cả còn có chỗ nghỉ ngơi nữa cô ạ. Có đây. Được không cậu? Được mà cô. Đây. Đây, địa chỉ ở đây cô ạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều ạ. Vâng cô nhá. Thôi, giờ cháu phải đi rồi. Có gì cô qua chỗ cháu cô nhá. Chào cậu ạ. Chào cô. Ôi, xe đẹp thế nhở? Chụp cân ảnh cái nào. Ừ, chúng mày thấy xe của tao chưa? Có đẹp không? Tất nhiên, thế đã là cái gì? Tao ấy còn khiến lão ấy phải giao hết tất cả tài sản của tao ấy thì tao mới đã cơ.
Gì cơ? Khao xe á? Sao chúng mày khôn thế? Ờ, tôi biết rồi. Thế nhá. Lại là anh à? Này, anh là người hay là ma đấy? Mà ám tôi suốt thế. Xin lỗi. Xe này xe của cô à? Ừ, đây là xe của tôi đấy. Một thằng quét rác nghèo hèn như anh ý, chỉ làm cả đời ý, cũng không mua nổi gốc vít này đâu. Sao? Hôm nay tìm tôi làm gì? Định xin lỗi tôi về chuyện hôm trước à? Hối hận gì à? Không, thì chỉ là xe này là xe của tôi, có hỏng hóc gì đâu cần phải mua ốc nhỉ? Cô ấy, cô là người cần phải tránh xa cái xe này ra, cẩn thận là bẩn xe tôi đấy. Anh vừa nói cái gì cơ? Đây là xe của anh á, anh bị ảo tưởng lắm. Anh là chủ tịch của tập đoàn NCT á. Ừ. Sao tôi tưởng anh là quét rác cơ mà. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cũng chính vì cô ngày đó đã cắm sừng tôi, cho nên tôi mới có động lực ấy, để mà leo lên cái vị trí như bây giờ. Còn cái xe này của tôi á, chỉ là xe để đi chở rác thôi. Ở nhà tôi có nhiều xe lắm. Sao? Vấn đề gì không? Anh ơi, lúc nãy em chỉ đùa thôi. Anh Lâm ạ, thật ra thời gian qua em rất nhớ anh. Chúng mình quay lại nhá. Ủa là? Xin lỗi cô, nhưng mà tôi không thích dùng lại đồ của người khác. Và trong giới kinh doanh bọn tôi ấy, rất là áng chừng cái gã mà cái gì nhà như cô bảo là giám đốc công ty Việt Xác à. Nhìn bề ngoài hắn hào nhoáng thế thôi, nhưng mà đang nợ rất nhiều tiền đấy. Cẩn thận cô về làm dâu không ít bữa thì phải gồng gánh lên để trả nợ cho hắn. Không thì lại làm cái máy đẻ thuê đấy. Thế nhá, ra đi.
Cô, hôm nay cô đi đâu mà mặc đẹp thế ạ? À, cô vừa mới lĩnh lương nên đang định ra ngoài mua ít quà sinh nhật tặng đứa cháu gái. Hôm nay con gái cô nó mời sang nhà nó mà. Mà cô cũng phải cảm ơn các sản phẩm của cô Hino mà cháu tặng nên cô mới được sự tự tin như này đấy. Chứ trước đây cô chả dám đi đâu mà cũng chả có nhiều tiền để mua sắm gì cả. Ở hiền gặp lành mà cô. Cô cảm ơn cháu nhé. Điều kỳ diệu.